giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ 50 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn người mẫu. Dạ, con tri ân sư. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 1, các loại từ, biến cách danh từ. Các từ loại, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo, Tỳ Siêu và đồng giảng sư, ngài Tỳ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ tập kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đồng lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, theo lời dạy của Thượng Tọa Giác Đẳng, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dân bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thượng Sư. Đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày của giáo trình Phạn ngữ. Và ở trong giáo trình Phạn ngữ xuyên suốt trong thời gian nhiều tháng qua, thì có lẽ nếu quý Phật tử nhớ lại thì cũng đã có đôi lần chúng ta thay đổi giáo trình giảng dạy. Lý do rất là đơn giản là, thưa quý vị, bản thân của Thượng Tọa Thượng Sư là vì giảng sư hướng dẫn cho giáo trình Phạn ngữ, thì cũng nhận thấy một điều rằng chúng ta có một cái nhu cầu làm thế nào để mà việc đào sâu vào văn phạm ngữ pháp cũng như sự hiểu biết về Phạn ngữ Pali đó, nó khế hợp với quý Phật tử học ở trong chương trình Paul Talk. Nói thì nghe dễ, nhưng mà ở trên thực tế nó không dễ chút nào hết. Chúng ta biết rằng
một cái nhược điểm lớn nhất ở trong lớp học của chúng ta đó là một tuần chúng ta chỉ có một ngày học Phạn ngữ thôi. Và từ thứ hai này cho đến thứ hai tuần tới đó, thời gian 7 ngày đó có thể làm chúng ta quên đi. Thông thường mình học Phạn ngữ, học một cái sinh ngữ đó, mà học càng intensive, tức là chúng ta càng học chuyên sâu, mà học liên tục thì chúng ta nhớ nhiều. Và nếu chúng ta học mà có cái thời gian khoảng cách nhiều quá đó, thì chúng ta không nhớ được. Ở bên đó một chuyện khác nữa là thứ vì phần lớn những cái việc mà dạy ngữ pháp, văn phạm cũng như từ vựng của Phạn ngữ Pali đó, xưa nay đa phần là dạy cho hoặc giả là chư tăng ở chùa, hoặc giả là sinh viên theo học cái môn Phạn ngữ Pali, chứ không có dạy cho đại chúng. Thì cách đây hơn một tuần thì Tòa Thiền Siêu có gọi điện thoại cho chúng tôi, và Thượng Tọa có nói rằng Thượng Tọa muốn thay đổi cái giáo trình của Phạn ngữ, và Thượng Tọa đưa ra một cái giáo trình, kể ra nó là một cái chuyện mà cũng rất là tạo cho chúng tôi cảm giác rất là đặc biệt, đó là về lại mấy nhà xưa. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì thứ vị giáo trình mà chúng ta sắp sử dụng ở trong cái chương trình dạy Pali ở tại đây là cái giáo trình mà chính bản thân Thượng Tọa Siêu và chúng tôi đã theo học ở trong suốt thời gian học ở Vạn Hạnh Vân Châu. Nói rằng nó là những cái lớp Phạn ngữ đầu đời, tức là học chính thức học văn phạm đó, mà cũng ở trong cái tuổi thơ. Lúc đó chúng tôi nhớ rằng thì Thượng Tọa Siêu và chúng tôi còn rất nhỏ, vừa là tuổi nhỏ và mười mấy tuổi thôi, và mà vừa là cái tác cũng nhỏ nữa. Và thật tình mà nói thì bây giờ thì chúng tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó đó mà Hòa Thượng Minh Châu lại nhận Thượng Tọa Siêu và chúng tôi vào học, tại vì lúc đó quá nhỏ để học cái học phần lớp toàn là người lớn thôi. Ở trong lớp học đó thì có Hòa Thượng Chân Thiện, sau này là viện trưởng viện nghiên cứu Phật ở Huế, hay là Ni Sư Thứ Hiệu Nữ Trí Hải tịch rồi, tức là vị mà dịch Thanh Tịnh Đạo đó, hay là Hòa Thượng Hạnh Đạt là hiện tại bây giờ là tu viện trưởng tu viện Kim Cang ở Atlanta đó. Thì kể cả có lúc đó có một vị cũng có cái pháp danh giống Thượng Tọa Siêu Thượng Tọa Giác Giới với khất sĩ là trụ trì tại sát học viên. Chúng tôi kể như vậy để quý vị biết rằng thời đó chúng tôi không nhớ là tại sao trong lớp học mà có hai vị sinh viên rất là nhỏ học như vậy. Nhưng mà rồi cũng vui thưa quý vị, đặc biệt là Thượng Tọa Thượng Siêu sau khi học ở đó rồi trở về Vĩnh Long, rồi bắt đầu dạy nghiên cứu đào sâu vào Phạn ngữ, không phải chỉ là người mà học mà còn lại là một người đã đem cái kiến văn thu thập được từ những cái lớp đầu tiên mà Hòa Thượng Minh Châu giảng dạy rồi truyền đạt về sau này cho chư tăng. Chúng tôi cũng phải thưa rằng sau năm 75 á, thì hầu hết thời gian lúc đó tất cả những cái cơ sở Phật học giảng dạy đều bị đóng băng hết, tức là không được giảng dạy. Riêng về Phật học Vạn Hạnh ở Võ Duy Nguyên thì phải giảng dạy. Và lớp Pali này cũng như Trung Mục Kinh là cái lớp đầu tiên mà Hòa Thượng Minh Châu giảng dạy sau năm 75. Và Thượng Tọa Thượng Siêu và chúng tôi còn học ở trong đó. Thì bây giờ chúng tôi quay trở lại với cái giáo trình này. Thì chúng thưa với quý vị ba điểm thôi, sau đó sẽ cùng tỉnh Thượng Tọa Thượng Siêu bắt đầu. Trước nhất là giáo trình mà quý vị sắp học á, ngày xưa Hòa Thượng Minh Châu dịch từ cái quyển từ New Pali Course, có ba quyển, và quyển từ New Pali Course này được viết bởi Ngài Buddhadatta,
Dạ, Buddhadatta là một vị giáo sư dạy Pali ở Đại học Colombo. Và vị này cũng là một nhà sư. Và đặc biệt cái giáo trình The New Pre Course được giảng dạy cho người học tiếng Pali mà nói tiếng Anh, tức là những người Tây phương mà học tiếng Pali. Thật ra cái quyển này nó có một cái hay, đó là dạy theo cái cách hướng dẫn về ngôn ngữ, về ngữ pháp của Anh ngữ và của Anh ngữ. Tuy nhiên ở đây nó có một điểm không thích hợp với chúng ta, đó là có nhiều cái chú thích về ngữ pháp tiếng Anh đó, nó lại không có cái quy định rõ như vậy ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta. Ví dụ mình nói về mạo chẳng hạn, mình nói về the, nói về a, nói về n chẳng hạn, thì ở trong tiếng Việt chúng ta không có mạo từ như vậy. Chúng ta có con, có cái, nhưng mà con trâu, con bò, cái này, cái kia, nhưng mà cái mạo từ của chúng ta hoàn toàn rất là mơ hồ. Đó, với tính cách như tiếng Anh. Thật ra một số chú thích như vậy nó hơi xa lạ với chúng ta. Thì điểm này khi thì tôi suy giảng thì chắc chắn là tôi sẽ lược bớt. Điểm thứ hai, thưa quý vị, là cái giáo trình này đó, là một giáo trình dạy có tất cả chuyên sâu. Và nếu chúng tôi không lầm đó, là giáo trình này đã từng được nên áp dụng giảng dạy rất là nhiều cái trường đại học ở tại Tích Lan. Chúng tôi gọi là chuyên sâu là bởi vì khi quý vị đụng vào bài này thì quý vị thấy rằng không phải là một tuần mà chúng tôi học lần đó ngày xưa đó. Khi từ tuần xưa chúng tôi đi học có một tuần học 5 ngày. Và học 5 ngày thứ 2, 3, 4, 5. Và mỗi một bài như vậy có mấy chục cái ngữ vựng mới để học. Và rất là nhiều. Thì nó tương tự giống như những lớp về Intensive English. Intensive English mà chúng ta học, tức là những lớp dạy mà có cái thời gian tương đối là nhanh, đồng thời dạy ráo riết, chúng ta gọi là dạy chuyên sâu, những lớp intensive như vậy đó. Thì đem qua dạy trong Pao Talk, dạy trong cái lớp này đó, thì tương đối nó hơi nặng cho quý Phật tử. Lấy ví dụ như cả ba cái quyển The New Body Course có 65 bài. Thì với 65 bài đó đó, chúng tôi không biết thực tập dài bao nhiêu bài, nhưng mà cá nhân chúng tôi đó, thì 65 bài đó thì nói tối thiểu thì chúng tôi cũng dạy thành 130 bài, tức là một bài ở trong đó dạy thành hai bài, mà đôi khi còn chậm hơn nữa, nhưng mà cái đó tùy. Thì tôi thực sự là vì giảng sư chính của chương trình. Và thưa quý vị, một cái điểm khác mà chúng tôi cũng phải nói ở tại đây đó là giáo trình này đó được biên soạn cho một người đã nắm vững về ngữ pháp. Đây là một vấn đề. Thí dụ như một người mà đã giỏi về văn phạm, học tiếng Anh, giỏi vào học tiếng Anh, thì chúng ta nói là bất biến quá khứ phân từ, hay là để nhất chuyển quá ngữ, hoặc giả là chúng ta nói là khả năng cách, mệnh lệnh cách, vân vân, thì những cái đó đó người ta nghe, người ta hiểu liền. Nhưng mà với một người mà tương đối là mới học á, và một người tương đối là mới học mà không có hiểu về ngữ pháp, hiểu về văn phạm trong cái ngôn ngữ của mình. Quý vị nhớ là đa số người Việt Nam chúng ta, mình nói tiếng Việt nhưng mà không hẳn là mình nắm được ngữ pháp tiếng Việt, nắm được văn phạm tiếng Việt, và đặc biệt những cái thuật ngữ chuyên môn và thuật ngữ chuyên môn của ngữ pháp đó, thì sẽ gặp khó khăn với giáo trình này. Tại vì sao? Nó hoàn toàn không có định nghĩa. Ví dụ như nói rằng danh từ Pali được chia theo 8 cách. Đây là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, sở hữu cách, xuất xứ cách, định sở cách, hô cách chẳng hạn. Thì những cái danh từ đó, đó nó không có xa lạ với một người hiểu về văn phạm, nhưng mà nó sẽ xa lạ với một người một lần đầu học. Tại vì sao? Chúng ta vừa nhớ cái cách chia, chúng ta vừa nhớ ngữ pháp, mà chúng ta phải hiểu đó là cái gì. Và ở trong cái quyển The New Pali Course này, hay là quyển sách dạy Pali này đó của người Buddhadatta, hoàn toàn không có giúp chúng ta về những thuật ngữ văn phạm. Và thuật ngữ văn phạm, chúng tôi nhớ ngày xưa đó, khi học tiếng Anh đó, thì người ta luôn luôn có những định nghĩa rất là rõ. Thế nào là danh từ, thế nào là động từ, thế nào là tính từ, thế nào là đại danh từ, vân vân.
Nhưng mà ở đây thì rất hiếm khi mà chúng ta nghe định nghĩa rõ như vậy. Tại vì khi mà học nói ok, bất biến quá khứ phân từ theo Pali là như vậy, thì chia ra thôi. Và đa số người học không biết bất biến quá khứ phân từ xài cái gì, và tại sao nó có cái chữ gì lạ, cái cụm từ lạ như vậy. Thì ở đây đó, chúng tôi phải xin phép làm một việc. Ở đây không phải là sửa lại cái sách giáo khoa của Ngài Buddhadatta, hay là làm thêm, mà ở đây chúng tôi chỉ thực hiện một vài cái bài đầu tiên, xem từ tọa từ siêu có đồng ý hay không. Nếu tọa đồng sĩ ý thì chúng tôi cũng tiếp tục, đó là chú thích những cái thuật ngữ chuyên môn về văn phạm. Về điều này thì làm để giúp cho quý Phật tử rõ điều đó là gì. Và thưa quý vị, sau cùng đó, thì chúng tôi cũng muốn có một vài cái sắp xếp lại những cái ngữ vựng và những ngữ vựng. Tại vì đôi khi chúng tôi thấy rằng như là bài học ngày hôm nay quý vị nhìn thấy một số cái tên gọi các loài vật như con nai, con khỉ, con gà, con heo v.v. Nhưng mà khi quý vị nhìn vào cái danh sách của những cái ngữ vựng đó thì con khỉ đặt một nơi, con công đặt một nẻo, con bò đặt một nơi. Thật ra khi mà quý vị cần để tra đó, một danh sách là nhiều vựng rồi mà tra rất là khó. Thật ra chúng tôi cũng mạo muội đề nghị là nếu được những cái sau đó thì chúng ta gom lại thành từng nhóm. Thí dụ những cái nhóm về danh từ về pháp á, thí dụ Phật, Pháp Tăng v.v. thì để chung một nhóm thay vì để chỗ này chỗ kia, hay là nhóm về đồ vật trong nhà, hay là những bộ phận của thân thể. Tại vì như vậy đó, khi mà chúng ta tìm nó dễ hơn. Quý vị thấy mắt tai mũi lưỡi mà để mỗi nơi một thứ thì cái tìm nó hơi khó, nhất là trong một cái danh mục rất là dài. Và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ dành thời giờ để làm bài tập những quý Phật tử. Thật ra thì giáo trình này đó, chúng tôi không biết là về đường dài đó có thời giờ cho bài đọc thêm hay không. Đây là điều mà chúng tôi hơi băn khoăn chút, bởi vì bài tập rất là nhiều. Nếu trong trường hợp bài tập có thời giờ thì chúng ta sẽ có thêm một cái bài, có bài đọc thêm bằng bản văn tiếng Phạn, cái đó cũng tốt thôi. Thì thưa quý vị, đối với chúng tôi cũng là một cái niềm vui khi trở lại học tiếng Phạn bằng giáo trình này, vì cái lý do rất là đơn giản, đó là trở lại một cái giáo trình mà ngày xưa thượng tọa từ siêu về chúng tôi khi mà lần đầu tiên trong đời học về ngữ pháp văn phạm thì học bộ bộ sách giáo khoa này, và nó cũng là kỷ niệm một thời và kỷ niệm một thời. Thật ra khi mà đọc lại cũng vui lắm, nhất là những câu bài tập. Chúng tôi nhớ ngày xưa là khi lớp bài tập thì cũng có những cái trục trặc này, trục trặc kia không hiểu, nhưng mà rồi cũng xong. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử. Và bây giờ thì để cung thỉnh thượng tọa từ siêu bắt đầu cho cái lớp dạy ngày hôm nay. Và quý vị có thấy được thượng tọa từ siêu còn ở trong lớp học không? Chúng tôi, quý vị qua nghỉ chờ một chút nha. Thượng tọa từ siêu đang cố gắng trở vào. Bạch thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa anh có nghe được không? Nếu được xin kính thưa thượng tọa cầm mic để bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Thưa vì chúng tôi không thấy thượng tọa từ siêu, mà quý Phật tử thấy được thì có lẽ là thượng tọa có vào rồi. Thì ra làm việc trong podcast có được lúc cho chúng tôi nhớ câu thơ của hồi nhỏ. Ta nói đùa, ta nói vân tiên của mẹ chạy vô, đụng phải cái bồ của mẹ chạy ra. Vân tiên của mẹ chạy ra, đụng phải cục già của mẹ chạy vô. Các vị giảng sư trong lớp học cứ chạy mua chạy ra thì đôi khi nó cũng mệt, nhưng mà nếu quý vị hiểu được cái sự cố gắng của chư tăng và sự tập trung của chư tăng thì quý vị sẽ cảm thông được. Với vị thật ra đang giảng bài mà đường truyền nó cứ on and off, phải nó tắt vào ra ngoài, thì cũng vất vả, cũng mệt lắm. Thật ra những lúc chúng ta kiên nhẫn chút xíu.
Ngày hôm nay thì chắc là hy vọng là Thượng tọa Thiền sư có thể vào room học, vào room được, bởi vì đây là ngày đầu tiên. Nếu mà đó là ngày thường thì chúng tôi có thể điện khuyết được, nhưng mà ngày hôm nay thì tương đối có hơi khó một chút. Cũng rất là mong rằng Thượng tọa sẽ bắt đầu. Chúng tôi nghĩ là có lẽ Thượng tọa sẽ bắt đầu cái buổi giảng này với một vài lời nói sơ lược, và chúng tôi cũng muốn được biết là bài học ngày hôm nay Thượng tọa định giảng tới đâu. Thưa quý vị, tập từ New Pali Course này gồm có cái ngày xưa nó gọi là sách dạy Pali, sách dạy tiếng Pali. Đó là cái quyển, chúng tôi nhớ quyển số 1 đó, là được tu thư của Đại học Vạn Hạnh ấn hành năm 1971 thì phải. Thì quyển sách dạy Pali đó, đầu tiên có thể sách dạy Pali. Bây giờ thì chúng tôi thấy ở trong cái bản mà sư tử đi đưa chúng tôi thì đấy là giáo trình tiếng Pali, thì dường như là một cái việc tái bản, người ta lấy tên lại. Chứ ngày xưa thật ra lúc trước tôi còn nhỏ cũng ít ai dùng cái chữ là giáo trình lắm, mà họ dùng cái chữ sách giáo khoa. Dạ, sách giáo khoa. Và thưa quý vị, ở trong cái giáo trình này thì có ba quyển. Dạ, ba quyển. Dạ, thấy Thượng tọa từ siêu vừa rồi, xin thỉnh Thượng tọa Hoàng Nghĩa cho biết. Hy vọng rằng Thượng tọa có thể cảm biết được cái chân thực. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học Pali giáo trình mới. Và hồi nãy trong cái phần dẫn nhập, chúng ta đã nghe Thượng tọa Chánh Đẳng giới thiệu về cái giáo trình mới. Thì đối với chúng tôi cũng như với Thượng tọa Chánh Đẳng thì cái giáo trình này không phải là mới, mà là một giáo trình xưa mà hai chúng tôi đã cái thời thơ ấu giữa lòng Pali là học trong các cái giáo trình này. Nhưng mà hồi xưa đó thì chúng tôi và Thượng tọa Giác Đẳng học lúc đó chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, còn là một tri di. Nhưng mà không hiểu sao cái giáo trình này thì chúng tôi lại tiếp nhận được. Cái đó cũng là cái duyên. Thì Thượng tọa Giác Đẳng thì cũng bị ngờ về cái sự tiếp thu của các Phật tử mà học cái giáo trình này. Bởi vì bây giờ khi mà đọc lại thì rõ ràng là trong đó nó cũng có nhiều điều mà đối với một người Phật tử sơ cơ thì chúng ta sẽ không có học được dễ dàng. Thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi sẽ cố gắng để giải thích, để trình bày những chỗ nào mà ở trong cái khu bài không có giải thích, để tiếp sức cho Phật tử chúng ta hiểu về cái ý nghĩa văn phạm này. Và chúng tôi cũng rất là quan hỷ khi nghe Thượng tọa Giác Đẳng cho biết là Thượng tọa sẽ làm cái công việc là Thượng tọa sẽ phụ giải thêm những cái ý nghĩa về từ văn phạm
mà ở trong cua bài không có. Thì như vậy nếu mà Phật tử nắm được cái cua bài đó thì chúng ta có thể dễ dàng để chúng ta học. Bây giờ chúng ta hãy thử cái này, là chúng ta ôn lại thưa quý vị. Nói đến Pali á, chúng ta chỉ cần nắm được bốn cái tự loại gọi là Sapada, gọi là Sapada hay là chữ Sapada theo tiếng thông, tiếng phổ thông của chúng ta là chữ sắc đá, còn lai tiếng Sanskrit thì là sắc đá. Chữ sắc đá có nghĩa là cái tự loại. Cho nên khi mà chúng ta nắm được các cái tự loại này thì kể như là chúng ta đã hiểu được Pali rất là nhiều. Nói cái này thì các Phật tử chúng ta có thể là chúng ta sẽ khó nhận ra, bởi vì chúng tôi phải nói đi sâu hơn. Nhưng mà cái này chỉ là giới thiệu thôi thưa quý vị. Namasapada, Namasapada đúng ra trong cái quyển sách, cái quyển sách Văn Phạm Kacchayana đó, thì khi mà nói đến cái tự loại thứ nhất gọi là Namasapada, chữ Namasapada chúng ta gọi là danh tự loại, chữ tự danh tự loại. Cái chữ này có nghĩa là danh tự loại. Mà danh tự loại này đã chia ra, được phân ra, nó có ba, là danh từ nama nama, chữ nama 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 là nama, nama là danh từ, còn guna nama, guna nama là tính từ. Và sapa nama, sapa nama là đại danh từ. Cho nên khi nó chữ nama đứng riêng một mình đó, đứng một chữ thôi, thì chúng ta phải biết đó là danh tự loại, thì nó bao gồm cả danh từ, tính từ và đại danh từ. Xin khoe với quý vị là hôm nay chúng tôi học được cái cách đánh Pali do Đại Đức Từ Trì hướng dẫn. Chúng tôi nói đùa là hồi trước thì ông thầy dạy Pali cho học trò, bây giờ bữa nay thì học trò dạy Pali cho ông thầy. Đánh hơi chậm chút xíu nhưng mà gì nó rõ, khỏi cần phải kêu réo người này người kia. Nhiều khi gọi người này người kia giúp giùm mình, người ta làm reo người ta không nói giúp, để chờ lâu quá cái mình cảm thấy hơi mệt mỏi. Còn bây giờ mình tự lực cánh sinh.
Và thưa quý vị, danh từ trong tiếng Pali nó có nhiều thể loại: danh từ đơn, danh từ ghép, danh từ chuyển hóa. Danh từ đơn, ví dụ như chúng ta nói Bodhisattva là người đàn ông, hay là Vanicca là người thương buôn. Còn danh từ ghép là thí dụ như Raja Bhutta là hoàng tử. Nó ghép tức là từ hai từ trở lên là Samasa. Thí dụ như Rajasa Bhutto tức là con trai của đức vua thì gọi là Raja Bhutto, gọi là hoàng tử. Cho nên cái danh từ Raja Bhutto là cũng là một danh từ, nhưng mà danh từ đó gọi là danh từ ghép hay là danh từ hợp thể mà chúng ta gọi là Samasa. Rồi danh từ chuyển hóa, thí dụ như Kankara, khi mà nó chuyển hóa thành chữ Kamma. Chữ Kamma là một danh từ trung tánh có nghĩa là nghiệp. Wadati, căn Wadda, khi nói Wadi tức là cái người nói. Kara là căn động từ Karoti mà chuyển hóa thành Katu tức là người làm hay là tác giả, vân vân. Thì đó gọi là danh từ. Chúng ta nhớ danh từ tiếng Pali nó gồm có ba cái thể loại là danh từ đơn, danh từ ghép và danh từ chuyển hóa. Nhưng mà sau này chúng ta học lên tới cao cấp đó, tới trung cấp đó, thì chúng ta có học cái từ chuyển hóa rồi, cái cách chúng ta chuyển hóa danh từ. Như chúng ta ghép danh từ. Còn tính từ cũng vậy, thưa quý vị. Tính từ chúng ta có chia nhiều loại tính từ, nhưng mà căn bản là tính từ miêu tả, rồi tính từ riêng tức là tên. Ở đây chúng ta tên riêng của mỗi người gọi là cũng tính từ. Rồi tính từ về số đếm, về Sankhya. Rồi tính từ về cái số thứ tự, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân. Gọi là Purana. Chúng ta xài tính từ có nhiều. Còn đại danh từ thì nó cũng có nhiều lắm, nhưng mà chia làm hai loại là nhân xưng đại danh từ và biểu thị đại danh từ, vậy là đủ rồi. Cho nên khi mà chúng ta học về danh từ loại đó, thì chúng ta nắm bắt được cái phép dùng danh từ, tính từ và đại danh từ. Rồi bây giờ cái thứ hai là danh từ loại mà chúng ta gọi là động từ. Động từ là một tiếng, nó diễn đạt cái hành động của chủ từ ở trong một câu. Động từ đó có thể là tha động từ, thử động từ. Tha động từ tức là một tiếng động từ mà nó đòi hỏi phải có đối cách, nó phải có bổ ngữ thì nó mới hiểu được, nó mới trọn thành ý nghĩa của một câu. Thí dụ như nói người nông dân đốn thì phải biết đốn cái gì, đốn cây hay là cái chi đó, đốn chặt
Cái đó gọi là tha động từ và tự động từ. Thí dụ như chúng ta nói đưa bé ngủ, nó ngủ vậy là đủ rồi. Nhưng mà khi nó động từ ngủ đó, đứa bé ngủ thì khỏi cần phải xài bổ ngữ. Nhưng mà nếu nói người mẹ dỗ ngủ thì nó biến thành cái thể sai khiến đó, thể truyền khiến đó, nó lại trở thành cái tha động từ, là dỗ ai ngủ mới được. Dỗ ngủ ai, tức là dỗ ngủ đứa con thì nó đòi hỏi phải có túc từ của nó. Cho nên chúng ta chia làm hai loại như vậy. Còn cái tiếng Upasakha đó, thực ra thì ở đây tiếng Upasakha chúng ta nghiên cứu đó, thì mặc dù nói là thiền trí từ, tức là tiếng đầu ngữ đặt phía trước, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là trong bốn tự loại mà thiếu kể thiếu cái một cái tiếp vị ngữ, hãy có tiếp đầu ngữ thì phải có tiếp ngữ, mà những cái tiếp vị ngữ đó nó rất ư là quan trọng, là bởi vì cái chữ đó là cái chữ đuôi ở phía sau, cái chữ đuôi là cái phần cuối gọi là hậu tố từ đó. Phần cuối đó nó sẽ ghép vào một danh từ, một động từ hay một tính từ, nó sẽ ra một cái từ khác hoặc là nó biến thành ý nghĩa khác. Cho nên cái tiền trí từ và hậu trí từ đó, hay là tiền tố từ và hậu tố từ, thì cái này nó cũng quan trọng lắm. Gọi là sắc gác, chúng ta gọi cái từ của Ngài Minh Châu này dịch là tiếp đầu ngữ, tiếp biên ngữ. Nhưng mà ở đây đó, chúng tôi không biết làm sao mà, thì nếu mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta nên phẩy tiếp đầu ngữ, phẩy rồi tiếp vị ngữ. Còn nếu mà chúng ta nói tiếp đầu ngữ, chúng ta mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, thì người ta tưởng đâu tiếp đầu ngữ tức là tiếp vị ngữ. Cái đầu với cái đuôi nó khác nhau thưa quý vị. Cho nên cái chỗ này thì chúng tôi không có kịp lại, cho nên sơ sót cái chỗ đó. Rồi cái tự loại thứ tư á, gọi là liên từ, như là chữ chát và như con chó và con mèo, người đàn ông và người đàn bà, chữ và đó là một liên từ. Tôi hay anh sẽ đi ra chợ mua thức ăn, thì chữ hay hay là đó, hoặc là chữ ba đó, thì đó là một liên từ. Rồi cái giới từ á, giới từ có nghĩa là cái tiếng đó nó là môi giới để nói lên cái ý nghĩa xác định. Thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta nói Casco Vô đề ná Khi tăng cách sở tí, là người nông dân cày ruộng bằng bò thì khỏi cần thêm giấy tờ. Cái phương tiện để cày, bây giờ người ta cày bằng cày ruộng bằng cái cơ giới, tức là bằng máy cày. Còn hồi xưa thì người ta cày bằng bò, bằng trâu. Cho nên xài cách thứ ba cho chữ gô nê hít,
hay là vua Nê Đá. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng là Ahang Mitena Nagaran Gacchami, mà chúng ta không thêm cái giới từ thì người ta tưởng rằng là mình là tôi đi thành phố bằng người bạn, thì nghe kỳ quá. Bởi vì cái sử dụng cách đó nó có ý nghĩa là nó nói lên cái nghĩa gọi là do, bằng, với, bởi, vân vân. Chính vì chỗ đó phải thêm cái giới từ sa há hay là chữ sát thinh, có nghĩa là ahang mitte na sa há hay là mitte na sát thinh nagaran agacchami. Agacchami, tôi đi đến thành phố với người bạn hay là cùng với người bạn, thì chữ cùng với đó là giới từ. Sache che giá đi, nếu chữ đó cũng là giới từ. Còn trạng từ thì chúng ta có nhiều trường hợp. Trạng từ chỉ thể cách, hay trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, như chữ á chá là hôm nay, xuống quê là ngày mai, vân vân. Cái đó là trạng từ chỉ thời gian. Còn nơi chốn, thí dụ như tập thác, ế thác, tập thác là ở đấy, ế thác là ở đây, sắp thác là tất cả mọi nơi. Cái đó chúng ta gọi là trạng từ chỉ nơi chốn. Rồi trạng từ chỉ thể cách, như là chúng ta nói số cần say giờ tí, nó ngủ một cách ngon lành, nó ngủ một cách ngon lành. Số đúng khăn chỉ qua tí, nó sống một cách khổ sở. Thì cái đó gọi là chữ ngon lành hay chữ an lạc đó. Sống một cách hạnh phúc, sống một cách đau khổ, chữ xuất khăn đúc khăn đó, thì cái này nó thuộc vào trạng từ chỉ thể cách. Rồi trạng từ chỉ nghi vấn, thí dụ cho ta nói cái thăng mắt thung gần hạt tí, là nó lấy mật ong bằng cách nào? Cái chữ bằng cách nào, chữ cách thăng chúng ta xài được trong cái nghĩa giới từ chỉ ở trạng từ chỉ hành động. Còn những cái bất biến từ thì nó có nhiều lắm thưa quý vị. Những bất biến từ nó có thể là tháng từ, hoặc là hương từ. Thí dụ như là Anicca Vata Sankhara, ôi các pháp huy là vô thường. Chỉ ôi đó, nó là một bất biến từ, mà nó thuộc về cảm thán từ. Còn như là Atta Hawe Chi Tăng Sayo, chữ Hawe đó là một bất biến từ, mà bất biến từ này chỉ là đệm vô vậy thôi. Tự chiến thắng là chiến thắng vẻ vang nhất, tự thắng là tấu thắng. Thì như vậy khỏi cần phải dịch nghĩa, nó chỉ là hư từ để đệm vào. Nhưng mà có đôi khi nó để nhấn mạnh một cái bất tín biến tự nhấn mạnh. Thí dụ như đó Odinang
y quá phương cho tiếp, nó chỉ ăn cơm, chỉ ăn, chỉ duy nhất, hay là chỉ, nó chỉ ăn cơm thôi. Thì như vậy thì chúng ta có nhiều cái bất biến từ. Từ đây nếu mà học văn phạm mà chúng ta nắm được bốn cái cách này thì bốn cái loại từ này thì nó dễ. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trong cái thứ nhất, khi mà chúng ta nói về cái danh từ loại Pali đó, danh từ loại Pali là nói chung là danh từ, tỉnh từ, đại danh từ đó, thì nó tính từ trong tiếng Anh thì nó bất biến thể, nhưng mà tính từ trong tiếng Pali thì nó cũng có một cái cách biến thể giống như là danh từ vậy. Nó cũng xài theo ba tính, hai số và hai cách. Cái này là ở trong sách để chữ thể cách. Cái này nó sai quý vị, quý vị sửa giùm cho chúng tôi. Không biết tại sao ở đây chúng tôi ở trong sách văn phạm thì chúng tôi xài ngữ tánh, ngữ số và ngữ cách. Về tánh thì nó có ba, là nam tính, nữ tính, trung tính. Số thì chúng ta có hai, là số ít số nhiều, ekavachana, bahuvachana. Và ngữ cách thì chúng ta có tám, là chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ định cách, số xứ cách, sở thuộc cách, chỉ định cách, hộ cách. Thực ra trong tiếng Pali đó, mặc dù phân định có ba danh từ, nó có ba tính, đại loại là những danh từ để chỉ cho người hay thú mà thuộc giống đực thì gọi là nam tính, đại loại những danh từ mà chỉ cho người hay thú mà thuộc giống cái thì gọi là nữ tính, và đại loại những danh từ để chỉ cho sự vật, đồ vật vô tri giác thì gọi là trung tính. Đại loại là như vậy. Nhưng mà ở đây nó có, khi chúng ta nói theo cách đại loại đó là chúng ta nói cha tư liên giác là sinh tính, là cái tính chất tự nhiên, tính được đặt theo cái tính chất tự nhiên. Hễ giống đực là nam tính, hễ giống cái là nữ tính. Mà ngoài giống đực giống cái ra thì gọi là trung tính, cái đó tự nhiên. Nhưng ở đây đó, chúng ta có một trường hợp khi mà nói đến trung tính hay là những cái danh từ khác, nó lại không nói theo cái tính chất tự nhiên mà là do cái sự quy ước của các văn phạm gia hồi xưa đó, của các người, của các nhà văn phạm hồi xưa, người ta quy ước. Thí dụ như khi mà chúng ta nói hòn đá thì pasana là danh từ nam tánh, chúng ta đã thấy là nó kỳ, bị cục đá đó thì nó vô tri giác, nó không được không cái thế này. Nhưng mà ta quy ước pasana là tảng đá thì lại là nam tánh. Hoặc là chữ xí la nó cũng có nghĩa là tảng đá,
quý Phật tử quan thị trên đời Cộng Di Lắc, Thiên Tòa Thủy Siêu sẽ trở lại. Và Thiên Tòa Thủy Siêu đã trở lại rồi, kính thỉnh Thiên Tòa Cộng Di Lắc. Quý vị có nghe lại được chúng tôi nói chưa? Hình như bên thóc học Pali khó quá, cái này nuốt không nổi, cho nên nó không có hoạt động được. Cũng như học viên của chúng ta có một số học không nổi, chắc phải rời rừng. Thì ở đây đó, thưa quý vị, chúng ta nắm được cái vấn đề tính. Còn bây giờ ngưỡng số ít đó, thì cái gì chỉ có một, hay là nói tự nhiên, chúng ta không cần nói, mà chúng ta dùng một mở từ, thí dụ như con trâu, con bò. Thì khi nói con trâu đang đứng ăn cỏ thì bao giờ con trâu đó cũng phải chia số ít. Còn hãy khi nào mà chúng ta số nhiều đó, thì chúng ta thêm những cái từ đi cặp, thí dụ như những con trâu, hay là các người thương buôn, những các chân, chúng ta xài gì? Nghĩa là chúng ta xài số nhiều. Còn hãy chúng ta có xài mạo tự thì nó xài số ít. Nhưng mà cái này cũng nói thêm cho quý vị là ở đây trong chỗ này, khi mà thí dụ nói về số ít thì có mạo từ, số nhiều không cần có mạo từ, thí dụ chữ con vân vân, cái như cái ly, cái tách vân vân, thì cái chữ cái đó, con trâu, con bò, con heo, thì cái đó là chữ con. Thì xài chứ có xài mạo từ đi với danh từ thì chúng ta xài ngữ cái số ít. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ hạn chế cho một số vấn đề, chứ còn như ở trong chú thích, ở trong chú thích của sách Ngài Bố Thích Đa Tát, thì Ngài chú thích cái vấn đề mà mạo từ khi mà chuyển sang tiếng Bali, thì Bali không có xài mạo từ là để nói cho cái người trong cái ngôn ngữ tiếng Anh. Học người học tiếng Bali mà người đó là người phương Tây, họ xài cái ngôn ngữ đó, thì khi mà chuyển qua họ bỏ đi cái mạo từ, cái đó họ không có nói số ít số nhiều. Bây giờ chúng ta nói Bali mà biến thể theo tám ngữ cách, cái ngữ cách này gọi là quý pháp tí, nó quan trọng lắm thưa quý vị. Trong tiếng Việt của chúng ta đó, khi mà chúng ta nói đến một cái ý nghĩa chẳng hạn như là của nó, hay là của người nông dân, cái cày của người nông dân, hay là cái nhà của người dân, thì chữ của đó chúng ta phải xài thêm một từ nữa. Nhưng mà trong tiếng Bali thì khỏi, lấy cái chữ nhà đó hay là lấy chữ nông dân đó mà chúng ta biến cách ở phía sau đuôi của cái chữ đó, chúng ta biến thể nó đi, thì biến thể theo cách nào thì cũng có nghĩa cách đó. Chủ cách là một danh từ,
nó biểu đạt làm chủ ngữ cho câu. Cho nên cái này chúng ta có cách, chúng ta chia riêng chúng ta sẽ học. Còn đối cách á, là một danh từ mà chúng ta nhìn vào chúng ta biết nó là tốt từ của động từ, nó là tốt từ của động từ hay là bổ ngữ cho động từ. Còn sở dụng cách là một tiếng, là một danh từ, mình nó nói lên cái ý nghĩa là phương tiện của hành động, hay là nói lên hợp tác. Thí dụ như cái câu mà Puriso Rathena Ajati, là người đàn ông đi bằng xe Ahang Tawa Tawa Saha Vasami, tôi sống với anh. Đúng ra thì cái chữ chữ tao quá ở đây đó chúng ta phải gạch dưới để chúng ta dễ nhận ra. Còn chỉ định cách thường dùng làm tốt từ gián tiếp cho động từ, hay là tốt từ cho những phân từ, hoặc là để nói lên mục đích. Cái này cái nghĩa đó, nghĩa sử dụng cái này nó rộng rãi lắm thưa quý vị. Những bài tập ban đầu của chúng ta đó thì chúng ta xài có một nghĩa thôi, tức là tốt từ gián tiếp cho động từ đủ rồi. Còn sau này chúng ta học trở lại đó, lên cao cấp đó, chúng ta học trở lại thì chúng ta mới dịch cái bản kinh, và chúng ta thấy rằng chỉ về đường cách trong trường hợp này nó làm tốt từ cho những phân từ, hay là để nói lên cái mục đích. Thí dụ như chúng ta xem ba cái thí dụ này là tốt từ gián tiếp đó. Toan gia chặt cắt sát a ha răng đề xí, anh cho vật thực đến người hành khất, ngày ăn sinh đó. Gia chặt cát sát, gia chặt cá là người ăn sinh, mà gia chặt cát sát là cho đến người ăn sinh. Còn làm túc từ cho những phân từ quý Phật tử Hoan Hỷ chờ đợi thì tổ sư sẽ trở lại, nhưng mà tương đối mà nói thì hôm nay như vậy là cũng rất nét cũng thưa quý vị. Nhà thì tôi cũng nói tương đối dài cho chúng ta. Trong thời gian chờ đợi thì tổ sư trở lại. Dạ, thấy thường thường siêu trở lại rồi. Quý vị quan khí chơi chút nha, thường thường đã online lại. Dạ. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi thượng tọa thượng sư, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Phật tử một vài kinh nghiệm
học Phạn ngữ. Khi mà chúng ta học Phạn ngữ và chúng ta học cho có học thì chúng ta sẽ tiến rất là chậm. Nếu chúng ta có nhu cầu và đồng thời cũng có cái ưa thích thì chúng ta sẽ học tốt hơn. Chúng ta phải tìm cho được cái nhu cầu đó. Yeah, ví dụ như mình tụng kinh, có nhiều người rất là thích nghe kinh tụng tiếng Pali. Mình học kinh Pali rồi mà mình hiểu được phần nào đó thì rất là hoan hỷ lắm. Hay là mình học tiếng Pali để khi mình nghe Chư Tăng giảng dạy đó, mình cảm thấy không có xa lạ. Thì về điểm này cũng phải nói rằng nó cũng là một cái duyên của nhiều người, nhưng mà phần lớn đó là những người nào đã học Bali rồi mà không có nhớ được, học rồi để quên, nhưng mà sau đó thì sẽ thoải mái hơn với các từ vựng và chúng ta dễ tra cứu hơn. Nghe Chư Tăng giảng thì giúp được rất là nhiều. Quý Phật tử nào mà đi các chùa Nam Tông, nghe Chư Tăng Nam Tông thuyết giảng, và đặc biệt ở trong lớp Buddha Dhamma đi, mà nếu quý Phật tử quen thuộc với tiếng Pali đó, thì chúng tôi đoán là cái khả năng mà quý vị nghe hiểu thoải mái đó, nó lên cũng rất là nhiều, 30-40%. Tại vì lâu lâu quý vị nghe Chư Tăng nhiều nhất là Tọa Kệ Siêu hay một số Chư Tăng giảng giải thì hãy chêm tiếng Pali vào, và những tiếng Pali đó mà chúng ta quen thuộc được thì chúng ta thoải mái lắm, học nó dễ và chúng ta học nó rất là tiếng. Và thưa quý vị, một cái lợi điểm khác của học tiếng Pali đó là chúng ta có thể đào sâu vào một số những cái từ vựng mà đôi khi trong tiếng Việt mà mình nghe nó khác nhau nhưng mà mình không hiểu nó. Nó cùng một gốc. Thí dụ như chúng ta có chữ Brahmana. Yeah, Brahmana cũng là Bà La Môn. Và Brahmana cũng đọc tắt là Bàn Môn. Và chữ Brahmana cũng là Phạm Trí. Mà chữ Brahmacharya là gọi là Phạm Hạnh. Và chữ Brahma là Phạm Thiên. Thí dụ về những chữ này, nếu mà quý vị nghe trong tiếng Việt, ở đôi khi mình nghe nó rời rạc chỗ này, khi mình nghĩ nó không có liên hệ. Nhưng khi mà mình biết được tiếng Phạn, chữ Brahm có nghĩa là thanh tịnh, thì Brahma là Phạm Thiên, tức là những vị trời mà do cái thiền chứng sanh về cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, gọi là Brahma, gọi là Phạm Thiên. Rồi Brahmacharya gọi là Phạm Hạnh, là cái hạnh thanh tịnh trong sạch, chỉ cho đời sống xuất gia. Hoặc giả là nhiều chữ khác. Nếu chúng ta thực sự là quen thuộc với tiếng Pali thì quý vị sẽ thấy nó lợi vô cùng lợi. Và lợi lắm, lợi lắm. Đây là một điểm mà Chư Tăng từ khi mà còn nhỏ mới vào chùa đó, có lẽ là nhờ tụng kinh Pali, rồi có nhu cầu học tiếng Pali và là quen thuộc với một số từ vựng. Cũng có nhiều vị sư thì không có giỏi về văn phạm, nhưng mà biết một số các từ vựng căn bản, thì như Buddha là Phật, Dhamma là Pháp, Sangha là Tăng, Kamma là Nghiệp, v.v. Thì cái biết như vậy nó lợi ích vô cùng. Yeah. Mình học hay mình làm gì, mình phải tìm cái nguồn cảm hứng. Yeah, nguồn cảm hứng đó là một cái gì rất là quan trọng để mà một cái gì rất là quan trọng để mà mình học. Chúng tôi cũng muốn nhắc quý Phật tử một điều là hiện nay đó, hơn bao giờ hết, khi mà chúng ta có computer, chúng ta có internet đó, thì học tiếng Phạn tương đối dễ mà nhanh. Chúng ta có một cái nguồn tư liệu Phật học rất là lớn.
Quý Phật tử có biết là thời Thượng tọa Từ Siêu và chúng tôi vào vào chùa và học tiếng Pali á, thì lúc bây giờ sách dạy tiếng Phạn đó là chỉ có một cái quyển đầu tiên, đó là sách dạy Pali mà Hòa Thượng Minh Châu dịch thì ở cả Việt Nam. Mặc dù ngài Hộ Tông ngài cũng có dịch cuốn văn phạm Pali, nhưng mà cái phạm Pali thì của người biên không có, không mang tính cách giáo khoa lắm. Và ngài Hộ Giác và không được Pháp Quang cũng có xuất bản một cái quyển từ điển Pali, nhưng mà mới chỉ chữ A thôi. Và lần đầu tiên mà chúng tôi đi học và cảm thấy sung sướng đó là có được quyển từ điển Pali Việt mà của ngài Bưu Chơn dịch từ quyển Dictionary of Concise Pali, xin lỗi, Concise Pali Dictionary, là quyển từ điển Pali cũng của ngài Bút Thách Đất Đá Tá. Ngài là vị đã soạn ra cái giáo trình này, giáo trình mà chúng ta đang học đây. Lần đầu tiên mà có được quyển của ngài Bút Chân thì mừng lắm thưa quý vị, đi học có từ điển chứ. Nói như vậy có nghĩa là khi mà chúng tôi mới vào học đó thì chưa có từ điển Pali, và hầu như tất cả những từ vựng đều phải dựa lên trên cái quyển sách giáo khoa này. Quyển sách giáo khoa này dạy thí dụ như nói là xuống đất khá là con chó, sakura là con heo, hay là gona là con bò chẳng hạn, thì đa phần là phải dựa vào này chứ không có nguyên từ điển Pali sau này có. Nhưng mà ngày nay thì trong cái kho tàng học tiếng Phạn, những sách dạy tiếng Phạn từ điển tiếng Phạn thì ở trên internet có rất nhiều. Nếu mà mình xin mình chịu khó thì mình có thể tìm được rất là dễ dàng. Kể ra thì đó cũng là một điều hết sức có lợi. Chứ tôi không thấy được Thượng tọa Từ Siêu trở lại, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Chờ chút. Thượng tọa Tư Nguyên ấy, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tư Nguyên đang có mặt ở trước máy, Thượng tọa quan hỷ Thượng tọa quan hỷ nói cho vài lời để chúng tôi liên lạc Thượng tọa Từ Siêu. Nếu trong trường hợp Thượng tọa Từ Siêu trả lời được thì sau Thượng tọa Từ Nguyên sẽ tính Thượng tọa Từ Siêu. Còn nếu dạ thấy Thượng tọa Từ Siêu trả lời được rồi, dạ đang giảng thưa quý vị, đang giảng và nếu mà gián đoạn thì nó hơi khó. Dạ. Internet là vậy, có ngày được có ngày không, và chúng ta phải đặc biệt kiên nhẫn. Dạ thấy từ từ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị, xin lỗi hôm nay đường nét của chúng tôi gặp trục trặc, phải nhờ sư tự trì xuống để cứu gỡ giùm, nhưng mà phải mất bao nhiêu thời gian đó mới vô được. Thì tiếp tục chúng tôi nói với quý vị là về số sứ cách á, là thường dùng trong ý nghĩa để chỉ cho cái nơi xuất phát, hay có nghĩa là tách rời. Một cái động từ nào mang ý nghĩa là tách rời thì như vậy tách rời cái gì thì cái đó phải sẽ xuất sứ cách, hoặc là mình nói mình từ đâu đến thì cái đó phải sẽ xuất sứ cách. Thí dụ như go so ge hasma nikami là nó đã ra khỏi nhà, thì ngôi nhà đó ge ha là phải xài ge hasma tức là khỏi nhà. Bigo byakamha phawi phải giết là con nai sợ con hổ, thì con hổ phải xài xuất sức cách, bởi vì nó là cái đối tượng để cho con nai sợ. Sợ ở đây có nghĩa là muốn tránh xa đó, sở thuộc cách thường dùng trong ý nghĩa chỉ quyền sở hữu,
thí dụ như Gehebe Pitono Ahosi, ngôi nhà của cha tôi, hoặc là Kokutiya Andani, là những quả trứng của con gà mái. Ahang gamasmin chiwamit, tôi sống trong làng. Chúng ta xài định sự cách cho cái chữ làng. Còn hô cách thường dùng để kêu gọi trong câu đàm thoại, thí dụ như về hatha phikwe we salin. Hỡi chư tỳ kheo, hãy đi đến thành quê Sali. Ahang Tà Ta Vô Tát, hãy lại đây này con trai cưng. Thì chữ này, hỡi này là xài vậy đó. Bây giờ chúng ta học về biết cách các danh từ. Các danh từ Pali biến thể khác nhau tùy theo tánh và số. Danh từ Bali, danh từ nam tính đó, thì nó gồm có 6 cái vị ngữ, 6 cái tiếp viên, 6 cái ngữ ngữ là tận cùng đó. A a i e u u e o, a a i e u u và o, chúng ta xài 6 thôi. A i e u u và o. Nhưng mà bây giờ trước nhất á, trước tiên là chúng ta học cái danh từ nam tánh vị ngữ á trước á. Vị ngữ á là tận cùng bằng á, như chữ nara. Nara tức là con người. Thì ở đây chỗ cách số ít là O, tận cùng là O, số nhiều là A, đối cách số ít là ăn, số nhiều là E, sở dụng cách số ít là E ná, số nhiều là E phí y hí. Chỉ định cách số ít là A giá A xá, số nhiều là A năng. Số sinh cách số ít là A, âm ha, asma. Số nhiều là e hí, e phí. Sở thủ cách số ít là A sát, số nhiều là A năng. Định sinh cách số ít là e âm he, asmin. Số nhiều là e xúc. Hồ cách số ít là A, số nhiều là A. Thì bây giờ chúng ta chia thử một cái từ. Như chữ Nara là người nam. Chữ Nara là người nam. Thì chủ cách là Naro Nara, số ít số nhiều. Naro là người đàn ông, là người nam. Nara là những người nam. Đó cách Narang Nare, sử dụng cách Nare Na, số ít còn số nhiều là Nare Phi Nare Hi. Nare Na là với người đàn ông, Nare Phi Nare Hi là với những người đàn ông. Chỉ định cách số ít là Naraja, Narasa là cho người đàn ông. Số nhiều là Naranang là cho những người đàn ông. Số sức cách Nara, Naramha, Narasma
là từ người đàn ông, số nhiều là Narehi, Narephi là từ những người đàn ông, sở thuộc cách Narasa, số ít của người đàn ông, số nhiều là Narana là của những người đàn ông. Định sở cách số ít là Nare Naramhi Narasmin là trong người đàn ông hay là nơi người đàn ông, Nare số là nơi những người đàn ông. Hầu cách số ít là Nara Nara hở người đàn ông, Nara số nhiều là hở những người đàn ông. Cứ chúng ta cứ chia như vậy đó thì chúng ta ở trong cái giáo trình này á, Nêu Pali Khua của ngài Buddhadatta thì ngài cho học hết một lần 8 hữu cách. Còn những giáo trình mà chúng ta học vừa qua đó, nó mang tiếng những giáo trình, mỗi giáo trình gì chúng ta học có 2-3 bài học có 2-3 bài thì chúng ta nghĩ chứ không phải là những giáo trình nghe nói học nhiều quá. Thì ở đây thưa quý vị, ở giáo trình kia thí dụ thỉnh thoảng cho học chủ cách rồi đối cách, rồi thỉnh thoảng học sở dụng cách, chỉ định cách, học rời rạc như vậy chúng ta nắm mới được. Ngài Buddhadatta thì ngài gồm chung là 8 cách để chúng ta học một lần. Thì như vậy nó khó, nó nhiều quá khó nhớ, nhưng mà chúng ta làm bài tập thì chúng ta sẽ nhớ. Bài tập ngày hôm nay đó, ngài cho chúng ta một số danh từ. Nó cũng là nam tánh vị ngữ á, biến cách tương tự như chữ na rá vậy. Manusa là con người, Hattha là tai. Cái chỗ này quý vị chịu khó bỏ cái chữ cánh tay nha. Nếu mà phân tích cho kỹ đó, thì thân thể chúng ta gồm có đầu mình, đầu mình và tay chân. Thì tay đó là Hattha, nhưng mà bàn tay gọi là Pandit, cánh tay gọi là Pahu, ngón tay gọi Angulit. Nó chia theo từng phần cái tên gọi khác nhau, chứ không phải Hattha là cánh tay. Bắt đầu động não. Ba đá là cái chân. Pháp Lữ nói là bắt đầu động não. Chúng ta Thượng Tọa Giác Đẳng nói là học đã học hết 3 giáo trình rồi, mà bây giờ quý vị cảm thấy bị động não sao được. Hồi xưa chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng học chỉ có một giáo trình này, còn bây giờ quý vị học trong thời gian ngắn mà hết 3 giáo trình là thôi giỏi quá. Rút khác là cây. Cây mà nó còn đang mọc ở trên mặt đất, nó có tàn, có nhánh thì gọi là rút khá. Nhưng mà cây mà chúng ta đã đốn ngã xuống và xẻ thành gỗ cũng gọi là cây. Trong tiếng Việt chúng ta cũng gọi là cây. Cái tủ đó là bằng cây, cái bàn đó là bằng cây, thì ta rút, chúng ta gọi ta rút. Nó khác nhau chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta cũng là cây, nhưng mà chúng ta chẻ nó ra nhỏ nhỏ để làm củi mà chậm đó, thì như vậy gọi đa rút. Nó phân ra nhiều thưa quý vị. Học Pali riết rồi cái ở đầu chúng ta nó lẫn quẩn chỉ có từng Pali thôi. Chừng nào đến mức độ đó thì chúng ta mới được xem như là khá. Pasana là hòn đá, Gama là làng, Buddha là Đức Phật, Sangha là hội chúng. Cái chữ hội chúng ở đây xài đúng, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc âm á, thì chúng ta đọc là tăng, chúng ta đọc là tăng, tăng già. Aloka là ánh sáng, Loka là thế giới, Akasa là bầu trời, Suriya là mặt trời, Chanda là mặt trăng,
Magga là con đường, Putta là con trai đó. Con trai mà con này mà con đẻ, chứ không phải là chữ con trai là boy, không phải là chữ boy mà nó là son. Chúng ta nhớ gì nó khác nhau chỗ đó. Chứ nói con trai không, chúng ta nói, chúng ta vô trường chúng ta nói cái trường này có phần lớn là con trai, phần lớn là con gái, còn nhiêu là còn lại phần 1/3 là con trai. Thì con trai con gái đó, là chúng ta xài chữ Kumara Kumari. Còn chữ Phú Tá, thí dụ ông đó ông có 3 đứa con trai thì gọi là Phú Tá, con trai đó là Phú Tá. Ở cái chỗ này chúng ta bỏ chữ chàng trai, cái chữ chàng trai nó có nghĩa thì mấy cái bản mới sau này chắc có lẽ là cũng bị hiểu đính lại. Hồi xưa chúng tôi học đâu có nghĩa này, tôi xài cái nghĩa thật. Còn bây giờ thêm, chúng tôi sợ nhất là những người mà sửa Pali đó, mà không tới Pali mà chỉ mới học, mới có chụp bập bõm 1 ly 2 ly rồi cái bắt đầu sửa sách văn phạm của người ta sửa sai chứ. Dhamma là giáo pháp, Purusa là người đàn ông, Sakuna là con chim, Dasa là nô lệ, Phupala là đức vua, Mayura là con chim, chim công, Kasaka là người nông dân, Lekhaka là thư ký, Dewa là chư thiên, vị trời, Vanara là con khỉ, Vihara là tịnh xá hay tịnh thất, Dipa là ngọn đèn hay là hòn đảo, Acha là con dê, Kumara bé trai, Vanicha là thương nhân hay là lấy vua, Siha là con sư tử, Metta, Mitta là bạn, người bạn, Mancha là cái giường, Ahara là vật thực, thức ăn, Chora là tên trộm, Diga là con nai hay là thú vật, Asa là con ngựa, Gona là con bò, Sunakha là con chó, Varaha là con heo, Kaka là con quạ. Hồi mấy cái giáo trình trước đó, học chỉ có 50 từ, 50 danh từ thôi. Quý vị chê ít, bây giờ chúng ta học cái giáo trình này cũng tương đối là nhiều rồi thưa quý vị. Giờ thì dồi dào rồi. Thì cái cách chúng ta chia các danh từ đó, thí dụ như bây giờ chúng ta lấy một từ, bây giờ chúng ta lấy chữ Manusa là con người hay là nhân loại, chúng ta chia cái bản này Manuso, Manusa, đối cách là Manusang, Manuse, sử dụng cách là Manuse Na, Manuse Phi, Manuse Hi, chỉ định cách là Manusa Giá, Manusa Sát, Manusa Năng, sư sư cách là Manusa, Manusamha, Manusa Ma, Manusa Hi, Manusa Phi, sở thuộc cách là Manusa, Manusa Năng, định sự cách là Manusa, Manusamhi, Manusa Minh, Manusa Su, và hô cách là Manusa, Manusa, Manusa. Bây giờ chúng ta cứ chia hết những cái từ này rồi chúng ta làm bài tập. Đến đây thì những cái phần bài tập sau thì sự thượng tọa giác đẳng sẽ hướng dẫn cho quý vị làm bài tập. Còn bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc ở đây hôm nay, vì chúng tôi trục trặc nhiều cho nên mất thời gian quý vị quá. Bây giờ chỉ còn có 35 phút để làm bài tập thôi. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Thưa thầy, 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 thưa thầy,
Cái này xin đề nghị với thiền tọa, thiền tọa khoan rời rung. Muốn họ đề nghị thiền tọa là với cái việc học ngữ pháp cũng hơi nhiều, ngữ vựng cũng hơi nhiều, mà mình làm bài tập liền thì có lẽ cũng tội nghiệp quý Phật tử. Không biết thiền tọa có đồng ý là như là hôm nay chúng ta học bài 1, nhưng mà bài tập thì mình để cho tuần tới được không? Dạ, tuần tới mình làm bài, rồi mình làm bài xong thì mình bắt đầu mình học trở lại, bắt đầu học tiếp ngữ pháp. Tức là bài tập của tuần này thì để tuần tới làm. Thượng tọa có thấy như vậy được không? Xin kính thỉnh thượng tọa hoan nghị trở lại. Cái bài thượng tọa cho đẳng, cái điều đó cũng tốt, là tại vì chúng ta để cái thời gian mà chúng ta cho làm bài tập dài dài để cho Phật tử làm, nhưng mà sợ e rằng trong một tuần họ sẽ quên. Thì thay vào đó, thì xin thượng tọa quan hỷ là mỗi một ngày mà học văn phạm đó, học cái văn phạm nào thì chúng ta sẽ cho, thí dụ như vậy, hôm nay chúng ta sẽ cho 8 câu bài tập, nó liên quan đến 8 ngữ cách. 8 câu bài tập liên quan đến 8 ngữ cách. Bây giờ chúng ta cho cái kiểu khác, thí dụ như họ sẽ dựa vào trong cái bảng chia, cái bảng bí cách của 8 ngữ cách đó. Rồi bây giờ chúng ta cho một từ đưa lên, thí dụ chúng ta nói gonad là con bò, sở thuộc cách của con bò, của cái chữ gonad đó là gì, thì họ sẽ đánh lên gonasa, số nhiều là gonanang, dịch cái nghĩa luôn là của con bò hay của những con bò. Gama là làng. Sức sức cách là hình thức gì, thì Phật tử coi theo cái bản đó thì chúng ta chia chữ gama chúng ta thành chữ gama, gamamha, gamasva là từ ngôi làng, gamehi, gamehi là từ những ngôi làng. Cách chúng ta làm bài tập trực tiếp là chúng ta làm vậy, rồi đến trường tuần sau chúng ta mới bắt đầu dịch Bali ra Việt, Việt ra Bali. Còn bây giờ chúng ta tập cho họ chia. Lẽ ra thì ở tại lớp thì chúng tôi sẽ cho mỗi một người lên bảng, họ chia một từ, chúng ta chia mẫu cho họ một từ, còn những cái từ khác thì tự họ lên họ chia. Thì ý kiến của chúng tôi là như vậy. Nghĩa là chúng tôi vẫn đồng ý với Thượng tọa Giác Đẳng về trường hợp là học hôm nay để tuần sau là bài tập thứ hai, tuần sau là bài tập của bài này. Nhưng mà ít ra thì học ngữ pháp ngày hôm nay để chúng ta phải đem ứng dụng với 5 câu hoặc là 8 câu bài tập có liên quan đến bài hôm nay để hướng dẫn cho Phật tử làm. Xin tỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy. Sao thú kính đức Thượng tọa Tu Sư. Bây giờ thì thưa quý vị, Thượng tọa Tu Sư nói như vậy thì chúng tôi cũng xin dung hòa hai ý kiến của chúng tôi về ý kiến Thượng tọa Tu Sư. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm 15 câu dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt, thay vì 30 câu, 15 câu còn lại thì để quý vị về nhà quý vị tự làm tuần tới.
quý vị chúng ta cùng nhau sửa. Phần dịch sinh tiếng Pali cũng vậy, tức là mình làm phần nữa thì quý vị có thấy được không? Thay vì mình làm hết thì quý vị rất là mệt. Nhưng mà thì tôi siêu sợ rằng để quý vị về già thì quý vị không có bài từ lớn quý vị quên đi. Thì muốn hỏi quý vị, quý vị có đồng ý như vậy không? Tức là ta thử làm phần nữa. Có vị nào có ý kiến gì không? Không biết quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, thử sức. Dạ rồi, bây giờ mình thử sức đi. Số 1, dịch từ dịch sang tới Bali, chữ Manusana. Dạ, Manusana. Dạ, quý vị thấy Manusa là gì thưa quý vị? Manusa. Manusa. Dạ. Manusa là con người. Dạ. Mà Manusa cũng là nhân loại. Và người Ấn Độ họ có cái luật gọi là luật Manu. Manu chúng ta gọi là dân luật. Dân luật. Dạ. Manusa là con người. Như Manusa năng. Dạ. Ở trong bản kia thì quý vị thấy Manusa năng là cách gì thưa quý vị hả? Số ít hay số nhiều? Dạ, có vị nào coi thử Manusa năng? Tức là số nhiều. Dạ, Manusa năng là số nhiều. Và quý vị có thấy là nó thuộc về cách gì không hả? Manusa năng. Cách thứ nhất là chủ cách, thứ hai là đối cách, thứ ba là sự sử dụng cách, thứ tư là chỉ định cách. Và sở thuộc cách hả? Sở thuộc cách. Rồi ngoài sở thuộc cách còn cách gì nữa quý vị? Ngoài sở thuộc cách còn có cách gì nữa? Và sở thuộc cách là cách thứ sáu, chỉ cho sở hữu. Và còn có cách thứ tư là chỉ định cách. Và nếu mà cách thứ sáu sở thuộc cách thì chúng ta nói của nhân loại, hay là của loài người, hay là của những người đàn ông. Và của những người đàn ông, chúng tôi nhắc quý vị như vậy là cái điểm này thì tiếng Pali, tiếng Anh cũng giống nhau. Thí dụ trong tiếng Anh man là đàn ông, nhưng mà mankind cũng là nhân loại. Dạ, nhân loại, hay là mình nói manpower. Manpower tức là nhân lực. Nhân lực thì để manpower, nhưng trong đó tính luôn cả woman power luôn. Bây giờ người ta hay tìm cách ta nói manpower and woman power. Nhưng mà thật sự cái chữ man chỉ chung, thì tiếng Pali cũng vậy thưa quý vị. Có những trường hợp manusa là chỉ riêng cho người đàn ông, mà có những trường hợp manusa chỉ chung cho nhân loại. Thật ra về điểm này chúng ta hiểu rộng chút. Và do vậy manusa năng là, hoặc là chúng ta dịch là cho, hay là đến những người đàn ông, cho những người đàn ông. Đó thì dịch thì chỉ định cách. Còn dịch theo sở thuộc cách thì là của những người đàn ông, hay là của nhân loại. Dạ, yeah, của nhân loại. Bây giờ chúng ta dịch qua chữ thứ hai. Yeah, chữ thứ hai là Purise. Yeah, Purise. Chữ Purisa cũng là người, và chữ Purisa này cũng là được hiểu chữ người này theo cái nghĩa là ông A và B. Ví dụ về mình nói là thánh gồm có bốn đôi tám vị, nhưng mà rồi nó cũng nghĩa là người đàn ông Purisa. Purisa. Và cái chữ Purisa này có đôi khi mang cái ý nghĩa, thí dụ nó là bậc chân nhân, Sapurisa là bậc chân nhân, hay là Asapurisa là bậc người tiểu nhân, người thấp hèn. Chữ Purisa nghĩa như vậy. Purise, Purise là số ít hay số nhiều? Dạ. Và quý vị có
quý vị có thấy được cái số nhiều và ở cách nào, chia cách nào không? Quý vị nhìn vào cái bảng Naro, Nara, Narang, Nare, Nare. Nare là đối cách số nhiều. Nhưng mà rồi trong định sơ cách cũng có Nare, Naramhi, Narasmin, Naresu. Thật ra nó cũng có những cái trùng lập thưa quý vị. Thì ở đây nó có hai cái cách được chia là hoặc là đối cách số nhiều hoặc là định sở cách số ít. Thành ra chúng ta phải coi cái ngữ văn để biết. Đối cách số nhiều, thí dụ như là Buddha Naredise thì là Đức Phật nói với những người đàn ông. Yeah. Hay là chúng ta nói rằng tôi lấy cái này từ những người ở những người đàn ông, thì cái đó chúng ta Nare là định sở cách. Yeah. Nó có hai định sở cách số ít hoặc là đối cách số nhiều. Bây giờ chúng ta nói là hát thăng. Hát thăng. Hát thá là gì thưa quý vị? Hồi nãy tôi thực sự có nói chữ này rắc rối lộn xộn. Hát thá. Hát thá. Hát thăng là tai. Hát thăng là biến cách của số ít hay số nhiều. Dạ, số ít hay số nhiều. Và cách nào? Ở trong tám cách. Đó là biến cách nào? Chủ cách, đối cách, sử dụng cách. Dạ. Giờ đối cách số ít. Dạ. Đối số ít là hát thăng. Giống như là tôi bị cột cái tay, thì cột cánh tay lại. Dạ, bất thăng. Thưa tòa tự quyền ấy, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Muốn hỏi tòa tự quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy. Nếu thưa tòa đang ở trước máy, thưa tòa có khi giúp tới cho chị khoảng chừng vài phút ra bên ngoài cho sẽ trở lại liền. Không biết thưa tòa tự quyền, thưa tòa có nghe được không? Chắc thường đó tôi không nghe được thưa quý vị. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu nha. Chúng tôi có việc ra bên ngoài khoảng một phút thôi, chúng tôi sẽ trở lại liền. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, thì nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, thưa quý vị, nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, chúng tôi sẽ vừa có nghe, chẳng phải chứ tặng rồi. Dạ. Thì kính thưa, kính bạch chư Tăng, kính thưa toàn thể chư quý vị Phật tử. Thưa nữ, thì hôm nay có thể nói rằng cái bước ngoặt học Bali này, quý vị cứ đi vô mà từ từng cách thế này thì chúng ta cũng rất là hay rồi đó. Bởi vì có thể nói rằng là nó có 8 cách mà cứ chia chủ cách, đối cách, sử dụng cách, rồi sử dụng cách, rồi xuất xứ cách và định xứ cách và đối cách, vô cách. Thì 8 cách này, nếu danh từ là nếu danh từ coi, nếu đối cách số nhiều và không, nếu đối cách số nhiều thì chẳng qua nó chia theo chẳng hạn như bây giờ đây là ví dụ như là nhiều cái y, chúng tôi cũng rất là nhiều y phục này đến chư tăng, thì đó chúng ta sẽ chia đối cách số nhiều chẳng hạn như vậy. Nó sẽ có một cái câu Bali, nó sẽ thực hiện câu Bali, nó chúng ta mới thấy được cái câu Bali đó. Thì kính thưa quý vị, thì ở đây nói về cái chủ cách, chúng tôi không nói về cái chủ cách đối cách, mà quý vị nhớ chỉ là có một điều, tức là chỉ nhìn ở cuối cùng. Ví dụ như là A, O, N, E, E, Nát, E, Hí, E, Phí, rồi A, Âm, A, Asma, A, Giác, Asat, A, Năng, rồi E, Ê, suốt,
im hát asma, thì đó là những cái mà chúng ta nhìn ở cái cuối. Chúng ta sẽ biết cách nào, chúng ta sẽ biết cách nào. Thì hãy mà chủ từ nó là số nhiều thì động từ nó số nhiều, phải chia từ số nhiều. Mà chủ từ nó cách thứ nhất thì phải chia theo cái cách thứ nhất. Mà nếu cách thứ nhất đó là nhiều số nhiều thì nó chia theo số nhiều. Cách thứ nhất là đã hăng mà văn vân vân, thì như vậy đó, chúng ta cứ chia như vậy. Thì cái cách mà chúng ta động từ cũng vậy, và thì có thể nói với vị biết tĩnh từ, rồi danh tĩnh từ, hay là ở trong tiếng Pali nó kêu là động từ, nó chia thì ngay cả là hiện tại phân từ, hay ngay cả luôn là bất biến của cái phân từ thì nó không chia thôi. Nhưng điều mà chúng ta vẫn là chỉ có tất cả những cái gì trong cách của Pali nó đều chia hết. Cho nên khi chúng ta nhìn ví dụ như bây giờ là có đôi khi nó không có chủ từ rõ, nhưng khi chúng ta biết, chúng ta đọc á, chúng ta biết, thí dụ như là cái bài Nam Mô, Nam Mô nó không có động từ, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, đây là chủ từ ngầm mà cũng động từ, nó ngầm luôn, có nghĩa rằng là chúng tôi hay là tôi thành kính thành tâm đảnh lễ hay là cúng dường đến đến Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác ấy, ví dụ như vậy. Rồi ví dụ như là Buddhang Saranang Gacchami, đây là tôi. Còn Mayang Vante, hay là Mayang Ahang Ahang Buddhang Saranang Gacchama, nếu là chúng tôi. Thì khi chúng ta nghe thí dụ như là Buddhang Saranang Gacchami có nghĩa là đó, không có gì chúng ta chia thì cái cách thứ nhất mà một mình là cái cha mí, nhưng nếu mà nhiều người thì cái cha má, yeah. Thì cái đó là cái chủ từ ngầm mà nó có động từ lại giờ phiên tích trên, nhưng chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ giờ ta dịch ra ta biết đây là được chia theo cách thứ nhất là tôi, không phải là anh hoặc là anh ta. Thì cách thứ ba, cách thứ hai, cách thứ ba, thì ở đây chính là chúng ta biết khi chúng ta nhìn cái động từ hay cái chủ từ, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ biết tiếp bước được. Thì chúng tôi chỉ nói trong cái thời gian mà không có thượng tọa cản viên, cái thượng tọa đã trở lại, cho nên thượng tọa trở lại cũng cũng kinh cũng kinh tỉnh thượng tọa tiếp tục chương trình. Sa-tu-cách. Bây giờ tới tiếp tục là định sa-cách, yeah. Hộ cách. Thì tới tới cái bản đang giảng thì cứ tôi để chỉ, chúng tôi chỉ nói những gì nó liên quan thôi. Cứ hãy nó định sa-cách, sa-tu-cách tức là chúng ta á-sa, ví dụ như là của ta-sa tức là đứa con trai của ai đó chẳng hạn, thì nó dễ rồi. Nhưng định sa-cách tức là nó có cái từ của chúng ta nhỏ không biết như là trên trong tại đã ví dụ cái cách kia, cái cách thường thường mình chỉ định vị nó ở phần đó, còn dĩ nhiên vô trong cái lúc mà dịch thì nó rất là khác. Chúng ta dịch nó thoát hay là chúng ta dịch nó đơn giản thì là một cái cách dịch khác nữa. Nhưng điều bình thường thì mới dịch thì phải y cứ, mới dịch thì y cứ, chứ chúng ta không có đi ngoài được. Nhân được kính thưa quý vị, thí dụ như chúng ta thí dụ như là ví dụ quý vị học được như thế này, quý vị làm một cái câu đơn được rồi đó. Ví dụ nghe là Buddho Thamang Phasti, Đức Phật Thuyết Pháp. Thí dụ những cái câu đó thì chúng ta biết liền. Rồi tôi đi đến chùa, tôi
đi đến tôi lại Phật như là tôi cúng dường gì đó là nó rất là đơn giản nha. Thì nó cũng chia theo cách nghe quý vị. Dạ, nhưng điều thường nếu câu đơn như vậy thì nó là đối cách. Đối cách. Dạ. Nhưng điều phải nói thuộc tám được tám cách này á, là chúng ta là bước đầu của cái tiếng Pali nó cũng vững đó, và chúng ta học theo cái động từ mà để thất địa ngũ động từ đó, như là nãy sư phụ siêu nói đó, thì là chúng ta sẽ dịch những cái câu đơn nó đơn giản. Và báo cho quý vị biết một điều luôn đó, chúng ta không cần thiết mà chúng ta phải học một cách thực đầy đủ nó quá nhiều, rồi quý vị có một cái mày mò chúng ta ca cứu vào những cái từ điển, thì nếu mà từ từ thì chúng ta cũng sẽ hiểu được đó. Báo cho mình tin vui như vậy, nói rằng nó rất là khó, nhưng điều chúng ta mò vào từ từ thì nó sẽ được thấm nhuần. Chẳng qua đó chính là nói theo tinh thần kinh văn, cũng như nói tinh thần ở cuộc đời này thì là vẫn ôn võ luyện thôi, chứ chúng ta không có nói kiểu mà nói một cách tức là được như thế này thế nọ gì mà ghi gớm đâu, mà chính là nói đến văn ôn võ luyện, và cứ luyện tập rồi chúng ta sẽ thành tựu. Cứ luyện tập, chứ chúng quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị làm như vậy nó không có giá trị đâu. Nó rất là đặc biệt. Mà có thể nói rằng nếu mà chúng ta đã theo được đủ như tới chỗ dầu giờ này thì chúng ta cũng có cái duyên chứ, với cái tiếng Pali đó. Chứ sự thật ra nhiều khi người không học cái này chi, nó có cái lợi ích gì, nhưng như bữa hổm chúng ta đã nói rồi, cái tiếng Pali là một trong những cái tiếng mà nó rất là đặc biệt. Điều đó chính Đức Phật Ngài thuyết giảng lấy cái tiếng Pali là một ngôn ngữ để chuyển đạt pháp và luật của chính Ngài. Thì đó là một điều mà đặc biệt. Và cũng như chỉ có tiếng Pali đó, nó đa dạng và nó đa cái ngữ pháp, nó đa từ đa lý như vậy mới vận chuyển được những cái lời dạy, những cái giáo lý của chính Đức Phật. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta biết chúng ta thật sự là được hạnh phúc, chúng ta thật sự là được tốt đẹp khi chúng ta có một cái sự tu tập, có một cái sự học hỏi, có một cái sự gần kề được với Phật pháp là như thế. Mà chỉ mỗi quý vị mà đọc được cái tiếng Pali thôi, mỗi quý vị đọc được một bài kinh Pali thôi, tại vì cũng đã phước báo rồi. Chứ nếu như quý vị đọc được những cái bài kinh lớn, chẳng hạn bài kinh Thất Giác Chi, bài kinh Tham Ma Chắc, cái bài kinh Chứng Pháp Luân, là bài kinh Kirimananda, rồi bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh, rồi chúng ta học được từng bộ, thì chúng ta đọc được từng bộ của Vi Diệu Tạng, tức là bộ Pháp Tụ, bộ Phân Tích, bộ Ngữ Tông, bộ Nhân Chế Định, bộ Sống Đối, rồi bộ Đại Sứ, bộ Bạch Tha Ná đó, thì rất tuyệt vời. Nói chỉ đọc thôi, học đọc thôi, đừng có suy nghĩ rằng hiểu pháp quy luật từ gì, mà chúng ta chỉ học đọc thôi là chúng ta cũng vô lượng công đức, đúng không quý vị? Và bạch thượng tọa đã quay trở lại chưa, để con kính kinh thỉnh thượng tọa tiếp tục ạ. Và bạch thượng tọa đắng thượng tọa có quay lại chưa nghe? Dạ, con cảm ơn, chờ con kính thỉnh thượng tọa tiếp tục. Sao thủ kính trình thượng tọa Tuệ Quyền. Thật ra thì nãy giờ cũng đã vào rồi, nhưng mà thấy thượng tọa đang nói chuyện, thật ra không có cắt ngang. Nhưng mà bây giờ chúng ta tiếp tục, thưa quý vị. Ở đây thì chúng tôi cũng có muốn nói với quý vị như vậy là chúng ta học cái này đó. Ở trong bài này đó thì đa số các bài tập nó không có thành câu, và nó chưa thành câu, nó mới một cái chữ và có biến thể thôi.
Và khi nó biến thể như vậy đó, thì ở trong tiếng Việt của chúng ta, chúng ta tạm sử dụng những giới từ. Bây giờ chúng tôi lấy một ví dụ như là hồi nãy chúng ta đã lấy một vài chữ ở trong từ tiếng Bali chuyển sang tiếng Việt rồi. Bây giờ thì chúng ta lấy tiếng Việt, từ tiếng Việt mà chúng ta dịch sang tiếng Pali là mẫu, dạ, là mẫu để vài chữ. Tại vì thật ra chúng ta không có thời giờ. Bây giờ chúng tôi cứ nói như vậy rồi quý vị Phật tử hoan hỷ dịch thử là chúng ta lấy một cái câu số 1 là những con chó. Những con chó. Những con chó ở đây chúng tôi nói thẳng luôn đó là đây là chủ cách số nhiều. Thì chúng ta hỏi rằng con chó là gì? Dạ, con chó là gì? Dạ, con chó là gì thưa quý vị? Dạ, con chó là su đắc khá là con chó. Dạ, nhưng mà nếu con chó mà chủ cách số nhiều là chủ cách số nhiều là gì thưa quý vị? Dạ. Chúng ta nhớ ở trên không? Dạ. Là Sudakha. Dạ, Sudakha là chủ cách số nhiều. Sudakha. Rồi chúng ta có câu số 2 là của cánh tay. Cánh tay là Hatha. Bây giờ của cánh tay là, của cánh tay là gì quý vị ha? Cánh tay là Hatha, là Hathasa. Dạ đúng rồi. Rồi câu thứ ba là trên những người. Trên những người. Nara là người. Mà trên những người ở đây là định sở, sở cách số nhiều. Dạ, có vị nào, có vị nào dịch định sở cách số nhiều chữ Nara? Nara là người. Định sở cách số nhiều Nareesu. Dạ đúng rồi, Nareesu. Dạ, quy học như dạ. Bây giờ chúng ta nói đến là từ trên cây. Từ trên cây. Đây là xuất xứ cách. Xuất xứ cách số ít. Dạ, từ trên cây. Xuất xứ cách số ít. Cây là rút khác. Mà từ trên cây. Từ trên cây là, dạ không phải, lúc khi nó là sử dụng cách, xuất xứ cách thưa quý vị, xuất xứ cách. Là Rukhamha. Dạ Rukhamha. Rukhamha chúng ta chỉ biết số dài Rukhamha. Hoặc là Rukhasma hay Rukha cũng được. Rukhasma cũng được. Quý vị qua kỹ trời chúng tôi một chút xíu. Rukhamha, Rukha, Rukhasrasma, Rukhamha. Có một tiếng Việt quý vị dịch nhanh hơn đó. Trên những hòn đảo. Dạ, hòn đảo. Hòn đảo là Dipat. Dạ, trên những hòn đảo là định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều là đi bề xuống. Dạ, đi bề xuống. Trên những hòn đảo đúng rồi đó. Đi bề xuống. Trên những hòn đảo. Dạ, quý Phật tử có bộ dịch cái này mau. Với cái chân sử dụng cách, chân là bá đá. Dạ, chân là bá đá. Với cái chân là, với cái chân là sử dụng cách số ít. Cái chân là ba đá. Cái chân là ba đá. Với cái chân là sử dụng cách số ít. Dạ, yeah. Ba đê ná. Không phải là na rê ná, mà là ba đê ná. Ba đê ná.
Cô bộ quý vị học cái này nhanh đó. Chứ tôi làm một cái nữa thôi rồi. Bởi những cánh tay. Dạ. Bởi những cánh tay. Bởi những cánh tay. Là. Dạ. Bởi những cánh tay. Cánh tay là hát thác. Bởi những cánh tay là hát thê hí, hát thê phí. Hát thê hí cũng được, hát thê phí cũng được. Bởi những cánh tay. Đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi tạm ngưng ngang đây. Phần còn lại thì quý Phật tử làm bài ở nhà. Dạ, làm bài ở nhà, quý vị làm bài. Rồi tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu làm phần còn lại. Dạ. Hôm nay thì xin thông báo rằng trong 3 ngày sắp tới, ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đó, thì chúng ta có chương trình đặc biệt là đón mừng sự ra đời của Đức Phật ở trong mùa Vesak 2025. Ở trong 3 ngày này đó, thì cái chương trình của chúng ta là ngày đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ cứ bị dời chúng tôi một chút xíu nha. Ngày đầu tiên đó là chúng ta sẽ nói về sự hy hữu, sự ra đời hy hữu của một vị Phật toàn giác. Ở Việt Nam chúng ta theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền đó, thì chúng ta nói có rất nhiều vị Phật, thành ra chúng ta không có cảm nhận được sự hy hữu. Nhưng mà theo truyền thống Nam truyền đó, thì trong truyền thống Kinh Tạng Bali đó, thì là hiếm khi có vị Phật toàn giác như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Thật ra chúng ta sẽ nói về sự ra đời của vị chánh đẳng chánh giác theo kinh điển Pali. Và chúng ta sẽ nói về cái quá trình quân tu ba la mật hạnh của Ngài. Trở thành vị Phật đồng giác là tu tập như thế nào. Và chúng ta sẽ nói Phật quả, Phật quả toàn giác, khác biệt hơn là quả độc giác, tinh văn giác ra sao. Và rồi chúng ta nói về Đức Phật và Thánh chúng, Đức Phật những đệ tử. Đức Phật, mỗi vị Phật toàn giác có những đệ tử gì, như là thị giả hay là bên thường thủ bên văn, thường thủ thiên văn bên nam, bên tăng là bên ni, rồi hay là hoặc giả là những liên quan đến thân quyến của Ngài chẳng hạn. Thì đó là chương trình của ngày mai. Chương trình ngày mốt á, thì từ ở trong kinh điển chúng ta đi vào một hình ảnh khác là Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử này chắc chắn là Đức Phật Cồ Đàm hay Đức Phật Thích Ca mà chúng ta vừa đề cập khi nãy. Thì chúng ta thử hỏi Đức Phật Gautama là tên là gì, họ là gì, tại sao Ngài, có khi chúng ta gọi Ngài danh chánh này danh chánh kia, chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta con Phật thì chúng ta rất là cần hiểu rõ điều đó. Chúng ta sẽ bàn về những cái niên đại quan trọng, những năm nào là năm Ngài đản sinh thành đạo Niết Bàn, vân vân, những cái niên đại chúng ta cần nhớ. Và vùng châu thổ sông Hằng. Dạ, chúng ta nói về cái địa dư nơi Đức Phật ra đời, một vài cái ý niệm về địa dư ở miền Trung Ấn, nền văn hóa của Ấn thời Đức Phật còn tại thế. Tất cả chủ đề này đều nằm liên hệ đến gọi là Đức Phật lịch sử. Ngày thứ năm 27 tây tháng 5, dạ, thứ năm 27 tây tháng 5, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ học về sự tôn kính và cúng dường Đức Phật. Dạ, tôn kính và cúng dường Đức Phật. Ở trong đó chúng ta sẽ nói việc thờ Phật, nói về cúng dường Phật, nói về niệm Phật và học theo hạnh Đức Phật. Dạ. Thì như vậy chúng ta có 3 ngày để đón mừng lễ Vê Sắc Tam Hợp Phật lịch 2565. Nhưng mà 3 ngày với 3 nội dung khác nhau. Thì chúng ta xin mời quý Phật tử tham dự cho chương trình đại lễ này trong 3 ngày. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma, kính trình chư Tôn Đức ở phòng Rum để thuyết giảng đại lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ hành trình trong tôn chỉ, không làm các điều ác, hướng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Và cảm ơn Hoa Nguyệt. Chúng con kính chúc chư tôn